Vâng, xin long hoang chào đón toàn thể quan viên hai họ cùng toàn thể quý vị khách quý đã đến với từ xa của chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay, cũng như đã đến buổi lễ thành hôn của chú rể Chí Quốc Sánh Duy cùng với cô dâu Ngọc Ý, được tổ chức tại từ xa vào trưa ngày 30 tháng 4 năm 2018, cũng nhằm ngày 15 tháng 3 năm Mậu Tuất. Và lần đầu tiên thân tình cũng xin được phép thay mặt cho gia đình cùng toàn thể anh em ban nhạc và dịch vụ nấu ăn anh Thương xin gửi đến toàn thể quý vị quan khách một lời chúc sức khỏe, một lời chào trân trọng và nồng nhiệt nhất. Kính thưa đến toàn thể quý vị khách quý, theo quy luật tạo hóa của con người xưa nay, trai lớn cưới vợ, gái lớn gả chồng, và tình yêu luôn là một đề tài mâu thuẫn. Quốc tu tập gia mà chắc là tất cả quý vị chúng ta ai cũng đã từng nghe qua. Yêu nhau tam tứ núi cũng leo, ngủ lâu sông cũng lội, thất bát đều cũng qua. Vâng, chính vì tình yêu chân thành và tuyệt vời đó mà hôm nay thì phòng đã đưa toàn thể quý vị khách quý đến chung vui với từ xa của chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay, trong buổi lễ thành hôn này, cũng để chứng minh cho tình yêu đó được thăng hoa, cho đôi bạn trẻ trai tài gái sắc được bền duyên giai ngẫu trăm năm hạnh phúc. Xin gửi lại cảm ơn chân thành đến toàn thể quý vị khách quý rất nhiều. Không để chung khách đợi lâu, giờ đây thân tiện xin mời toàn thể quý khách chúng ta cùng hướng mắt về phía cổng hoa để chào đón chú rể Chí Quốc cùng cô dâu Ngọc Yến tiến về lễ đài hạnh phúc. Vâng, một tràng pháo tay thật dài, thật to để chào đón đôi quyên ương. Tai em dịu em bước, áo dài trong gió quyện lòng anh. Ai bảo tình yêu không bờ bến, xin anh bến đợi mãi là em. Yêu nhau xe đợi giữ hồng, trai tài gái sắc kết tình phu thê. Dạ vâng, xin thay mặt quý vị cảm ơn những tràng pháo tay chân thành của quý khách đã đưa đến với chúng tôi đến và hạnh phúc trong buổi trưa ngày hôm nay rất nhiều ạ. Vâng, và cũng kính thưa đến toàn thể quý vị khách quý, để cho đôi bạn trẻ của chúng ta có được một ngày vui trọng đầy, một ngày hạnh phúc như ngày hôm nay, thì chắc hẳn rằng hai bạn sẽ không thể nào quên được công lao dưỡng dục của các đấng sanh thành. Bởi con người có tổ có tông, như cây có cội, như sông có nguồn. Cây có cội mới đâm trời nảy lộc, nước có nguồn từ biển rộng sông sâu. Và vì lý do đó thì đây chúng tôi xin mời đại diện hai bên gia đình cùng tiến về lễ đài hạnh phúc để cùng chứng kiến tình yêu của đôi bạn trẻ, cũng như cùng thắt chặt tình thông xa giữa hai bên gia đình. Về phía đại diện họ nhà trai, xin mời ông bà Võ Văn Bên, bà Phạm Thị Thanh Liên. Về phía đại diện họ nhà gái, xin mời ông bà Lê Văn Ngon, bà Lê Thị Đẹp. Vâng, và một tràng pháo tay nữa để chào đón đại diện gia đình của chúng tôi. Gia đình cảm ơn những tràng pháo tay của khách rất nhiều. Và giờ đây trên lễ đài hạnh phúc của chúng tôi là đôi quyên ương đẹp nhất, sáng ngời nhất trong buổi trưa ngày hôm nay, cùng đại diện ở bên gia đình. Vâng, và đại gia đình của chúng tôi cũng xin được phép gửi lễ chào đến toàn thể quý vị khách quý. Và trước khi khai mạc buổi lễ thành hôn trong buổi trưa ngày hôm nay, cũng xin mời đại diện hai bên gia đình cũng có đôi lời phát biểu chân thành gửi đến toàn thể quý vị khách quý đã nhấn chút thời gian và gặp đến đây chung vui với tiệc trọng đại cùng với gia đình ạ. Dạ vâng, xin mời đại diện phía nhà trai, xin thân của chú rể ông Võ Văn Bên cũng sẽ có đôi lời phát biểu chân thành gửi đến toàn thể quý khách, và xin mời ông.
Tôi đây là chúc mừng hai con hạnh phúc. Chứ giờ không biết nói gì hả, vui quá rồi, không biết nói gì hả. Dạ vâng, xin cảm ơn lời phát biểu từ phía đại diện Hoa Nhà Trai. Quá vui mừng những lời thật ngắn gọn nhưng cũng đầy ý nghĩa với khách ạ. Và giờ đây cũng xin mời đại diện phía Nhà Gái song thân của cô dâu, ông Lê Văn Ngôn cũng kết lời phát biểu chân thành gửi đến tụi thính khách ạ. Xin mời ông. Tôi là Hoa Nhà Trai Gái, kính cũng chúc toàn thể quý vị các bạn cũng là vui vẻ. Thì ngày hôm nay là một ngày lễ long trọng của gia đình, cho nên chúng tôi cũng rất là hân hạnh sung sướng. Thì không biết lời gì cảm ơn, chúc tất cả các bạn nhậu say cả về. Rồi chúc một lần nữa cảm ơn và cảm ơn. Dạ vâng, xin cảm ơn lời phát biểu chân thành từ phía hai họ rất nhiều. Và một lần nữa xin cảm ơn những tràng pháo tay của quý khách rất rất nhiều ạ. Để đánh dấu buổi lễ thành hôn những hình ảnh đẹp nhất trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin mời các bạn cùng chúng ta cùng tiến đến nghi thức lễ đầu tiên, nghi thức khai sự sâm băng. Có một ngày không phải chờ lâu ta lại tìm nhau. Hương vị đồng quê thơm dịu dàng thấy bát ngát phong tây. Em sẽ là cô dâu ngoại thành, anh rước về quê thăm nội thành. Dâu hiền dễ tháo đẹp biết bao, gặp ai cũng mừng gặp ai cũng chào. Ngoại thành xa anh lại về thăm, thăm đồng ruộng sâu, thăm rặng dừa cao lũy trúc bờ lâu. Xưa đã cùng em vui vườn trầu, nghiêng nắng hàng cao xanh giờ đây xin mời đồng hương chúng ta cùng trở về trung tâm của sân khấu để cùng dâng những hình rủ tình, rủ hướng lên các đấng sinh thành của mình để nói lên lòng biết ơn chân thành. Lòng biết ơn vô và bén nào không một từ ngữ nào diễn tả được hôm nay cô bạn trẻ khí gửi gắm vào chung rượu này. Ngôi trường yêu năm anh đã không em không thể nào thương nhau bà ba bên vườn nhà. Và xin mời đứng lên cùng dân rượu lên chủ hôn họ Nhà Trai và cũng xin chúc cho giá từ 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 chúc mình đang lên như là gái mỗi sao mình rất cảm ơn. Cũng xin lời chúc mừng cho họ Nhà Trai khi có được một ngày vô hình. Và từ đây xin lời đứng lên cùng dân rượu cho chủ hôn họ Nhà Gái. Xin chúc mừng cho họ Nhà Gái cảm thấy được một tròn rượu thảo. Con chim anh mênh hót thâu tình thương muôn vần trăm miên. Và giờ đây xin mời đại diện hai bên gia đình cùng tiến về trước một bước cùng đứng uống cạn để chúc mừng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ cũng như cùng thắt chặt tình cảm thân xa giữa hai bên gia đình. Và thân tình cũng xin mời toàn thể quý vị khách quý chúng ta cùng rót đầy nước ly bia trước mặt mình, nâng thật cao, hô thật to và uống thật cạn để chúc mừng hạnh phúc cho gia đình của chúng tôi, được không ạ? Vâng, cùng nhau đếm nào, 1, 2, 3. Dạ vâng, xin cảm ơn rất nhiều. Và thân tình cũng xin được phép thay mặt cho toàn thể quý vị khách quý gửi lời chúc chân thành đến hai bên gia đình, tình cảm thân xa chứa muôn gắn bó, bền chặt yêu thương, các bên có tâm sự hiền, giao thảo thương người, thêm lửa thêm niềm vui. Và nghi thức dân rộ cũng xin được phép khép lại. Giờ đây xin mời đại diện hai bên gia đình cùng trở về đoàn tiệc vinh dự để cùng chung vui với toàn thể những vị khách quý ạ. Xin chân thành chúc mừng và chân thành cảm ơn.
say sưa cho bằng anh. Anh luôn yêu em thật lòng, anh yêu em thủy chung. Bao hoa tình yêu thắm lòng con tim thành thơ. Trong giấc mơ thơm ngọc ngồi ông bóng đầy màn ca. Bao gian truân khổ lụy trần gian anh gương vào mong chi. Bao gian truân đôi nhau này cứ đến khi cho bạn là có để vĩ đại nhất trong năm.